Trong chuyến đi thám hiểm cùng với lũ bạn thân, ai ngờ chàng trai này đã bị lạc một mình ở giữa hòn đảo hoang sơ. Vấn đề rắc rối là anh ta không mang theo điện thoại để gọi cho thầy ông nội giải cứu. Thay vì sợ hãi tè tại chỗ, thì chàng trai lại đi chặt vài cành cây để làm một cái gì đó. Hên mà anh ấy có mang theo một con dao bên người, chàng trai tận dụng con dao làm mũi chĩa để đi săn mồi tìm thức ăn. Tưởng rằng ông trời làm khó được anh nhưng mà gặp ngay cao thủ sinh tồn. Khi chế tạo xong thì chàng trai liền cầm mũi chĩa lặn xuống đáy biển để bắt cá. Đây là toàn cảnh thiên nhiên trong xanh dưới mặt biển nè cả nhà. Sau một khoảng thời gian lặn lội gian khổ, chàng trai đã bắt được một con cá móng đỏ, à lộn cá man đỏ. Phải nói ông anh này mần cá với tốc độ bàn là luôn á các bạn. Tuy cá man đỏ hơi nhỏ nhưng mà kệ có lót dạ đỡ hơn không. Không chỉ cái man màu đỏ mà cái mỏ của con cá cũng màu đỏ nữa đó mấy bạn. Sau khi làm sạch cá thì chàng trai đi xung quanh nhặt những khúc củi to mang về chất thành một đống đốt lấy than. Đi sinh tồn làm món biết chừng nào mới có ăn nên tốt nhất nướng cá cho lẹ. Sau khi nướng chín cá thì chàng trai đã ăn sạch con cá. Do anh ấy sợ bị dìm nên không cho chúng ta thấy cảnh ăn cá đấy. Sang ngày sinh tồn thứ hai, vì cuộc sống khó khăn quá, chàng trai đã đặt một cây cần câu của ông cụ Năng, đặc biệt shipper shop của ông cụ Năng đã bơi ra tận đảo để giao hàng mới uy tín vãi ọt. Trong vòng 16 phút thả câu thì chàng trai đã câu dính được một con cá, bởi vì thấy con cá nhỏ quá nên anh ta đã thả nó về với biển. Quy tắc không ăn cá nhỏ như thế thì loài cá mới không tuyệt chủng được. Dường như lần này chàng trai đã câu dính con gì đó, oái xoài, ổng câu dính một con mực ống luôn mới vip rồi. Chắc do cần câu của ông cụ Năng may mắn và có vía cao quá nên mới thế. Con mực nó to nhẹ lắm, to còn hơn cái bản mặt của ổng luôn. Trong khi tiếp tục thả câu dạo thì chàng trai lại câu dính thêm một con mực khác. Chỗ này nhiều mực thế nhở, coi bộ nguồn thức ăn cho hôm nay không phải lo lắng rồi. Không biết chuyến sinh tồn của chàng trai sẽ diễn ra trong bao lâu mới tìm được đường về nhà đây. Nãy giờ câu dính hai con mực thì lúc này anh đã câu dính một con cá. Tuy nhiên chàng trai không thích ăn cá mà chỉ thích ăn chị mực hàng xóm của cá thôi. Sau đó anh ta đã điểm nguyệt và rửa con mực sạch sẽ. Không biết có bạn nào dám ăn mực sống không nhỉ? Con này mà làm mắm mực tôi ăn nói mặn nhân cả mặt mày. Cứ như thế chàng trai chất đá chất củi thành một hình tròn để nhóm lửa. Ở ngoài đảo không có nồi niêu chén chảo, cứ hễ bắt được con gì là nướng con đấy ăn cho nó nhanh. Anh ấy dùng cây xỏ từng con mực lại rồi đưa lên đống than để nướng. Trong lúc chờ mực chín thì ổng cắt vài quả chanh làm nước chấm. Sau 10 phút chờ đợi thì mực đã được nướng chín. Ông anh liền chấm con mực vào nước cốt chanh rồi ăn. Cắn mà con mực cứ giòn dai cộng thêm vị ngọt của đá. Ngồi nướng mực ăn ngoài trời như thế này chắc tê tái lắm. Vị con mực cứ chua chua y như anh bị lạc ở đảo hoang một mình vậy. Sang đến ngày thứ ba, sinh tồn hai ngày trời ròng rã trôi qua như một cơn ác mộng, nhưng không vì thế mà chàng trai này lại bỏ cuộc. Buổi sáng ngày thứ ba thì anh đã nhặt được một bộ đồ bơi lặn trên cát, tiện thể ổng mặt vào người rồi lặn xuống biển để săn mồi luôn. Công nhận mặc đồ vào cả người nó thơm nhan làm sao, cộng thêm sự ăn hên nữa chứ. Vừa lặn xuống biển thì chàng trai đã nhìn thấy râu của một con tôm hùm đang ẩn thân bên trong tảng đá. Cơ mà con tôm này nó lì cái đầu ghê, kéo muốn ná thở luôn mà nó không ra. Ông anh liền ngoi lên mặt nước thở lấy hơi một tí, sau đó lặn xuống bế em nó một cách nhẹ nhàng. Ơ con tôm này có vấn đề gì à ta? Sao nó lại đơ người ra như vậy nhỉ? Có ai biết vì sao con tôm này lại chậm chạp như thế không? Đã mặc đồ thơm nhan rồi mà con gặp trường hợp như này lại hên hết phần con nhà bà hai. Các bạn có để ý nước biển ở đây trong xanh dã man không? Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bình yên quá. Chàng trai lại bắt được một con tôm hùm to nữa thì méo sợ cái đói rồi. Nhìn cảnh đẹp ở đây mà muốn đi sinh tồn trải nghiệm thử một tuần. Có ai muốn chụp ảnh phong cách xác gơ thì cứ liên hệ anh trai trong video nhé. Anh ta quyết định hóa kiếp cho con tôm hùm một cách dứt khoát, rồi mang nó ra biển để làm sạch phần vỏ. Mọi việc hoàn tất thì chàng trai cầm con tôm vào bờ, tìm một chỗ nào đó thích hợp cho việc chế biến thức ăn. Ổng đi nhặt vài cục đá đem về, gom thêm một ít củi khô và một ít sơ dừa về để tạo lửa. Sau đó chàng trai đào một hố cắt và đặt những tảng đá xung quanh hố cắt, xong cho củi vào chính giữa để đốt lửa. Ông anh có mang theo que diêm cho nên công đoạn tạo lửa dễ như ăn ghẹ, đụng là trụng mà đốt là cháy. Sau khi chờ khoảng 5 phút thì đống củi đã cháy thành than, còn con tôm thì nằm chình hình chờ vô nồi nãy giờ. Kế tiếp chàng trai leo lên một cây dừa ở gần đó để hái quả xuống uống cho mát gan. Oái xoài có thức ăn nước uống như thế này thì sướng nhức cái nách rồi. Việc cuối cùng chỉ cho con tôm lên đóng than để nướng rồi ngồi chờ thành quả thôi. Sau khoảng 9 phút nướng thì màu sắc lớp vỏ bên ngoài của con tôm đã chuyển sang màu vàng. Nhìn cảnh này cứ nghe mùi thơm thơm nó lạ lắm. Chàng trai còn chuẩn bị sẵn một ráo dừa nước chấm, hình như là muối tiêu chanh. Con tôm vàng như thế chắc cũng gần nướng chín rồi. Ổng dùng dao tách phần thân con tôm ra làm hai. Trước khi ăn thì anh ấy phải chặt quả dừa ra lấy nước uống cho mát cha cái đã. Ông anh tách con tôm ra mà nghe tiếng gộp gộp đã cái lỗ tai làm sao. Chắc có lẽ đây là bữa ăn hoành tráng nhất sau hai ngày sinh tồn khắc nghiệt. Bạn hãy nhìn miếng thịt tôm nè, nó có khiến cho ai đó chảy nước miếng không? Chắc tôi phải lái máy bay ra đảo với anh trai này để ăn tôm ké quá. Có khi nào ổng bảo đi ăn trực rồi đuổi về không ta? Không làm mà đòi có ăn nó bạc lắm. Nói gì
chứ chàng trai phải ăn con tôm thơm nứt mũi cho nóng, tách thịt tôm ra chấm vào muối tiêu chanh xong đưa vào mồm thưởng thức, ăn phần thịt tôm vừa ngọt ngào vừa thơm nhan một cách lạ lắm. Đùa thôi, ăn tôm nướng như này có vị ngọt và thơm mùi của thịt tôm chứ không có gì hết á. Ăn nó cứ giòn giòn dai dai thịt có vị ngọt thanh, ăn hoài không chán mà ăn suốt là nó ngán nha. Khi ăn ổng không quên uống thêm một chút nước dừa để đỡ mắc nghẹn. Thịt con tôm đã ngọt rồi mà nước dừa còn ngọt nữa thì bụng bự thật sự. Người xưa có câu có thực mới giựt được em. Chàng trai ngồi lên cây dừa ăn hết phần tôm nướng còn lại. Có thêm câu ăn no cái bụng thì nó trùng mí mắt. Chàng trai đi nhặt vài khúc cây và một tấm ván để lót làm chỗ nằm ngủ. Có sẵn một cái rễ cây bắt ngang mới tiện lợi thật. Nằm trên cao ngủ như này chắc mát lưng lắm. Thôi thì chúc anh sức khỏe để sinh tồn sớm tìm được về nhà nhé. Video review giải trí đời sống của mình cũng đã khép lại tại đây. Nếu thấy hay và hài hước thì hãy nhớ theo dõi kênh Nhím Kiu để đón chờ nhiều video giải trí mỗi ngày nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye!